bên bố. Rất một quê của cô giáo Thúy Hồng, chú rể Tiến Đạt, Tiến Đạt, Thúy Hồng xin chính thức được bắt đầu. Một tràng lớn một quê để chúc mừng nhà. Cùng đó sắp tới rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức xin được trân trọng vì mời quý nhân. Chúng ta mời khách xa, mời khách gần, mời anh mời chị vào đây cùng ngồi. Và vào đây sẽ định ngóng để trông. Bên trên là một tấm chung nhiều màu. Mà đây trông thì có tên của đôi đứa yêu nhau. Lắm cảnh nhiều màu, lắm cảnh mừng vui. Màu vui từ trong ngõ vui ra, vui từ ngõ bảy ngõ ba vui về. Niềm vui cứ bắt chẳng chế, các tình cảm của đã sắp tràn về đây. Và niềm vui từ khắp đó đây. Thưa quý vị, trưởng quân trưởng với gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa đã gửi cho gia đình, chuyển đến mời cho cô dâu và chú rể. Chân trọng vì mời đã thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên gần xa. Những ai được mời tận tình của gia đình và sẽ cùng trở về trong ngày vui hạnh phúc của chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Gia đình cẩn trương, khẩn trương lên quý vị ơi. Cùng tiến bước bên trong hôn trường cười gia đình tôi để cùng sắp xếp vào đình cho mời. Thêm trận cho mình những trường ngồi đẹp trên sự nhất của quý vị. Sẵn sàng cho mình một bước đẹp đầy đắp chẳng ngày hành trắng trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẵn sàng chứng kiến đến đắp vang tình yêu của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân trọng kính mời đến toàn thể quý vị. Chân trọng kính mời cô giáo chú rể cùng quý vị gia đình. Chúng ta sẽ hoàn thiện thủ tục cần thiết của mình và sẽ cùng tiến đến phía bên cổng hoa, cùng chuẩn bị các bát mừng chào đón toàn thể quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân trọng kính mời, vẫn tiếp theo thân mến, các bạn cảm nhận vẫn tiếp theo thân mến và những giây phút yêu thương hạnh phúc ngập tràn đang trở về, đang diễn ra tại xã Đồng Lai thân thương của chúng ta. Sự kỳ diệu của tình yêu đã gắn kết giữa hai con tim. Cô giáo Thúy Hồng, chú rể Minh Đạt và ngày hôm nay chính thức đã tìm đến điểm hẹn cuối cùng rồi. Với kính thưa quý thân mến thì đúng là hôm nay thì cô dâu Thúy Hồng như hoa nở trên cành, chú rể Minh Đạt như bướm trắng lượn vành gần xa, mà trăm năm trong cõi người ta được hình phúc ắt là từ đây. Mầm thầm đàn đá bén xanh, bây giờ là ngọc được trao vành vàng. Quý vị thân mến, chúng ta cưới của gia đình nhà gái chúng tôi luôn dang rộng vòng tay với những nụ cười của niềm hạnh phúc của tình yêu của mùa xuân ấm áp được nhận diện diện của toàn thể quý vị. Xin được truyền tải tới quý vị lời mời thân quý của gia đình và nhà gái của cô dâu. Xin mời quý vị ơi lấy cái lòng chuyển bước chân của quý vị để được trở về tại tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi trưa nay, trong một đêm quang tình yêu cho chú rể và cô dâu, để chúng ta cùng trao cho nhau những nụ cười của những ngày nắng xuân, gắn kết vòng tay của tình thông gia giữa hai bên gia đình của tình yêu và niềm hạnh phúc, để chúng ta sẽ kết được trái tim yêu với những lời chúc mừng chân thành nhất của quý vị. Một lần nữa đã gửi cho gia đình chuyển lời mời cho cô dâu và chú rể.
trân trọng kính mời tất cả thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, các bạn trẻ nặng nỡ thanh niên gần xa, những ai đã và đang trở về trong ngày vui hạnh phúc với chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, tất cả khẩn trương cùng nhanh chân tiến bước trong hôn trường cưới gia đình chúng tôi cùng sắp xếp vào đỉnh trước mây. Tiếp chặt cho mình những cái gọi thật đẹp trang sử nhất của quý vị để sẵn sàng cho mình một bữa tiệc đầy long trọng hoành tráng trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẵn sàng chứng kiến tất cả tình yêu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị. Với quý thân mến và đúng là đời vui là những ước mơ, đời vui là những vần thơ huy hoàng, đời vui không phải giàu sang, đời vui là tiếng hát thần giả tung bay. Và trong khi chờ đợi giây phút đăng quang tình yêu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, lời ca tiếng hát như đàn tình chúng tôi xin phép được vang lên. Quý vị ta sẽ cùng trở lại một ca khúc tuyệt vời về hương miền Bắc chúng ta, ánh sáng bùng cùng trời. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Cảm ơn các vị rất là nhiều. Vâng, các vị thân mến, và để có được giây phút trọng đại như ngày hôm nay, đó là nhờ vào công ơn trời biển của các đấng sinh thành dưỡng dục ra cô dâu và chú rể. Vậy ngay bây giờ cũng chúng ta sẽ trọng kính mời các ông các bà là những người sinh thành ra cô dâu chú rể, cũng sẽ nắm chặt tay nhau với ảo đức, cũng sẽ đại diện gia đình nhà gái của chúng ta cũng sẽ nắm chặt tay nhau với sân khấu để chứng kiến thân thể quý vị trân trọng được kính mời. Dạ vâng ạ, kết duyên với họ gia đình nhà gái của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng bố Tòng Văn Viện, mẹ Hoàng Thị Tin cũng sẽ cầm tay nhau, nắm tay nhau để bước lên sân khấu để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời hai bên gia đình ạ. Vâng, trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà cha nhà gái của chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau để sân khấu để chứng kiến toàn thể quý vị. Phái đoàn nhà gái trân trọng kính mời bố Hoàng Văn Phơi và cầu mời
anh nào chị Đức được không ạ? Là nhận gia đình nhà gái cũng sẽ nắm chặt tay nhau để sân khấu chứng kiến tập thể trên hơn. Và cái nhất định thông sao rất nhiều gái quay ngày hôm nay sẽ chào kính mời bố Tổng Văn Biển và mẹ Quảng Thế Tin. Rất là diễn gia đình trai sẽ có thể sân khấu chứng kiến tập thể quý vị. Với các thân mến và đúng là sau bao nhiêu tháng đời năm chờ, niềm vui hoặc mong đợi bây giờ là đây. Hôm nay ngày vui sau sỉ một nhà, mừng cho hai họ tơ hồng kết duyên. Thuận hòa em ấm trước sau, không gian tình nghĩa mặn mà từ đây. Và cho sân khấu tình yêu lúc này đây là những gương mặt đẹp ra người nhất của đôi chủ thể cùng với bên gia đình. Và trước những giờ phút trang trọng thật sự có ý nghĩa này, cảm ơn cảm tạ đến toàn thể quý vị, toàn thể gia đình hạnh phúc chúng tôi xin phép được cuối chào ra mắt toàn thể duyên hôn. Xin mời một tràng thân lớn để chúc mừng ạ. Vâng, ngay tại bây giờ hai bên gia đình và cô dâu và chú rể cũng đã có mặt ở trên sân khấu để ra mắt với toàn thể quý vị rồi. Trân trọng kính mời hai bên lên một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Với kính thưa quý vị, và trở lại các chương trình trăm năm của đôi vợ chồng trẻ, có thể nói rằng yêu và được yêu đó chính là bài khúc của mỗi con người chúng ta. Và chúng tôi thì cũng có thể khẳng định rằng ở đâu có dấu chân người thì ở đó ác sẽ có tình yêu. Và tình yêu thì không có biệt được tác trẻ hay già, sắc tộc hay màu da. Và dù là trai hay là gái, dân tộc Kinh, tộc Thái hay dân tộc Tây, chính vì vậy tình yêu nó rất cần cho sự sống, nó là hơi thở, là nhịp đập cho con tim. Tình yêu có một điều tiềm ẩn rất có giá trị, là điều chia sẻ được thật tuyệt vời đối với những ai biết trân trọng và trân trọng tình yêu. Tình yêu không chỉ do Thượng Đế và Thánh Đức giữa trời ban bơi, hào phóng ban tặng cho mọi người chúng ta nói chung, cho cô dâu chú rể với bạn trẻ ngày hôm nay có thể tìm được tình yêu đích thực và đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịt cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông ta cùng lội, mấy vạn đèo ta cùng qua. Về thân mến, tình yêu nói rất đơn giản, thiết thực, nhưng nó thật gần gũi, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và từ khi còn bé, còn trẻ thì chú rể Kiến Đạt, cô dâu Thúy Hồng đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của các ông, các bà, cha mẹ hai bên gia đình. Và khi con lớn trưởng thành trên bước đường học tập công tác, thì đôi tân hôn cũng đã quen biết, gặp gỡ, tìm hiểu rồi yêu thương nhau. Thế bạn có thể cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu đến ngày hôm nay cũng đã cập được bến bờ hạnh phúc. Được hai bên gia đình đồng lòng đồng ý, được đảng ủy chính quyền sở tại nơi đây nhất trí hoan nghênh, thì ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2023 là một ngày lành tháng tốt được gia đình nhà gái chúng tôi long trọng tổ chức lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ chồng trẻ. Xin hiện diện một tập thể quý khách quý đón nhận niềm vui mừng hạnh phúc lớn lao đối với lại gia đình chúng tôi. Và trong không khí vui tươi trong các phòng hạnh phúc ngày hôm nay và giây phút trang trọng này, chúng tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố lễ vô quy của cô dâu Thúy Hồng, chú rể Kiến Đạt. Kiến Đạt, Thúy Hồng xin chính thức được bắt đầu. Một tràng lớn của quý vị để chúc mừng nhà. Và chúng tôi nghe anh Quang chạm một tràng thật lớn để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ đi nào. Bà ơi, cao lên thế nào, cho đây hạnh phúc của chúng ta từ lúc rơi thật tươi lên thế nào. Một tràng lớn hạnh phúc này, quý vị. Thân mến, và đúng là đời vợ lấy chồng, lấy chồng thì không chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, họ hàng người ngoài gần xa có lẽ còn chỉ trong nhà với nhau. Cây có gốc mới là cảnh xanh lá, có các buồn với biển cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông không gian nhé mẹ đời đời không quên. Và ngày hôm nay đây Thúy Hồng Kiến Đạt đã đứng lên để hạnh phúc bên người mình yêu. Cha mẹ ơi, sớm tối trưa chiều những điều dạy bảo là điều các con mong. Và ngay giờ phút trang trọng này đây, chúng tôi sẽ chân trọng mời và giới thiệu một vị đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn họ nhà gái sẽ có một số lời phát biểu cảm ơn chân thành gửi đến các thể quý khách trong ngày hôm nay. Và chúng tôi chân trọng kính mời ông toàn diện, rất là diện gia đình họ nhà gái của chúng ta sẽ có một số lời phát biểu cảm ơn chân thành gửi đến các thể quý khách trong ngày hôm nay. Chân trọng được kính mời ông ạ. Xin chào kính mời ông dạo bước nhanh chân để chúng ta trở về khán phòng tình yêu để chúc phúc cho con mình đi ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai họ, hai gia đình, kính thưa các bạn của các cháu, hôm nay ngày hạnh phúc của các cháu, hạnh phúc của hai gia đình, được phép của chính quyền địa phương, chi ủy chi bộ của bản, hôm nay gia đình tổ chức cho hai cháu lễ thành hôn.
thay mặt gia đình cho các cháu, hai gia đình, tôi không biết nói gì hơn. Từ đáy lòng xin chân thành cảm ơn tất cả chị em, bà con đường xa đã dành chút thời gian chia vui với gia đình. Không biết nói gì hơn một lần nữa. Chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xóm qua xóm mẹ nữa. Qua xóm mẹ bạn tả nát nữa. Mắt tủ mắt bố lưu lán nữa. Chúc khỏi mít sáng hơn. Xóm cảm ơn xóm mãi xóm em. Vì nông bạn. Má là tủ mắt bố lưu tẩu lưu lán. Chúc khỏi là mít sáng hơn sớ nữa. Chúc qua mẹ hảo khăn nữa. Hảo khăn vui vẻ. Chúc lẩu khắp xa chín nữa. Cảm ơn qua mẹ nữa. Vâng ạ, đúng là bác có những lời chúc ngọt như đường như bí mật của quý vị. Vâng ạ, quý vị cũng đã quên một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho bác sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Cả nhà ơi, hãy chẳng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho bác đi ạ. Vâng, lời phát biểu không dài, không ngắn nhưng rất là hay đúng không ạ? Một tràng pháo tay cùng chúc mừng cho bác và chị chúng ta đi ạ. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều và xin mời bác sẽ trở lại chỗ an toàn của mình. Vâng, quý vị thân mến, và chúng ta tiếp tục trở lại các chương trình trăm năm của đồng chống trẻ. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng bà tiếp tục hướng mắt vào tình yêu, cùng chứng kiến những nghi lễ rất long trọng trong ngày vui hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, và đúng là hôm nay con đã theo chồng, món quà kỷ vật tơ hồng thành đôi, chút quà kỷ vật mà thôi, mong cho dâu rể đời đời an khang và trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay. Hai bên gia đình, nhà trai nhà gái của chúng ta cũng sẽ có những món quà thật giá trị, thật ý nghĩa để trao tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời vinh danh món quà thật giá trị ý nghĩa đến từ gia đình cầu mơ ẻo trang. Gia đình cầu mơ ẻo trang sẽ có những món quà thật giá trị ý nghĩa dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và xin mời cầu mơ ẻo trang sẽ nhanh chân bước lên sân khấu để trao món quà để ý nghĩa nhất dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, trân trọng kính mời cầu mơ sẽ lên trao món quà hạnh phúc nhất cho hai cháu của chúng mình. Trăm năm tình viên mãn, gặp đầu nghĩa phu thê đi ạ. Trân trọng kính mời cậu mợ lên đi ạ. Vâng, và tiếp theo cũng sẽ là món quà thật giá trị thật định nghĩa đến từ gia đình cậu mợ ảo Đức ạ. Vâng, xin mời món quà đến từ gia đình cậu mợ ảo Trang sẽ bắt đầu sân khấu để trao món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho hai con. Và cũng trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình cậu mợ ảo Đức ạ, cũng sẽ có món quà giá trị nghĩa dành tặng cho hai con. Và cũng trân trọng kính mời món quà giá trị ý nghĩa đến từ gia đình cầu mơ lượng thân. Gia đình cầu mơ lượng thân cũng sẽ có món quà giá trị ý nghĩa dành tặng sang hai con của trân trọng kính mời. Và cũng trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình dì Thiện Thảo ạ. Dì Thiện Thảo cũng sẽ có món quà giá trị ý nghĩa dành tặng cho hai con của trân trọng kính mời. Và cũng trân trọng kính mời món quà giá trị ý nghĩa đến từ gia đình bác Ninh Tá ạ. Gia đình bác Ninh Táng sẽ có món quà thật giá trị nghĩa dành tặng cho con trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa chị, hôm nay trân trọng cảm ơn tất cả các cô, các chú, các dì luôn mạnh khỏe, bình an để dõi theo tương lai của chúng em sau này, chúng con sau này. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị mang tay thật lớn để chúc mừng cho các con chú rể thế nào. Vâng, kính thưa quý vị, và đúng là từ nay từ đời ngoài trong lòng chung tay chung sức con chồng yêu thương giúp cho con trẻ trong đường vượt qua gian khó kiên cường đi lên, và đó là sống trong bề ngọc kim cương không bằng đứng giữa tình thương hai nhà, sống trong nhung lụa ngọc vàng không bằng đứng giữa hai nhà keo sơn, được không quý vị? Tình anh em không ra đời ngoài, đó chính là nền tảng, là chốt dựa vững chắc để giúp cho con trẻ vững tin bước vào cánh cửa hôn nhân, đó rất có tình yêu thương và hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ chúc các thông gia tình nghĩa tương thân, các khác thuận lợi ân cần đều có nhau, bên nội bên ngoài chắc sâu cơ sở gắn bó bền lâu suốt đời. Dạ vâng ạ, món quà này mẹ tặng hai con, chúc con hạnh phúc trên con đường dài, chúc phúc cô dì có vài lời, trăm năm hạnh phúc muôn đời có nhau. Và tiếp theo cũng xin được trân trọng kính mời vinh danh món quà thật giá trị thật ý nghĩa đến từ hai bà ạ. Bà Xuân, bà Lả đúng không ạ? Có sẽ có món quà thật giá trị, thật ý nghĩa dành tặng cho con trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính chúc đến chồng kính mời. Và giờ phút ở đây cũng là xin chào kính mời món quà thật giá trị, thật ý nghĩa đến từ những người thân sinh ra cô dâu của chúng ta. Đó chính là món quà của bố Khởi đúng không ạ? Bố Khởi có sẽ có những món quà thật giá trị, ý nghĩa dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính chúc đến chồng kính mời món quà của bố ạ. Dạ vâng ạ, đúng ạ. Ngày vui pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son,
rằng sao hiền dễ thảo nghe con, chúc quà tấm lòng son, chúc bố mẹ mãi mạnh khỏe bình an để dõi theo tương lai của chúng con sau này. Quý vị ơi, hãy mang ngân một tràng tấm tay thật lớn để chúc mừng đi nào. Quý vị thân mến, và đúng là quà này thì mẹ để trong nhà để khi con cưới là quà tặng con. Món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng là để hai đứa người con sau này, và nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài để mẹ vui, đúng không quý vị? Và toàn thể quý vị ơi, trên sân khấu tình yêu của chúng tôi lúc này đây, gia đình chúng tôi thì tăng vang tăng bạc. Và toàn thể quý vị, một tràng pháo để cùng chúc mừng gia đình của chúng tôi được không ạ? À? Vâng quý vị, rất nhiều. Sứng đồ nhinh tả nai mấy chiền đùi hầu tổng đồ bờ cú già mấy trường để chôm để đọc bị nọc mây mấy ngân qua đón khổng phanh mấy căng qua lành khổng trời mấy phải hả hỏi bé đẹp cầm phòng em già mấy bố sàm mấy có sàm vần sắc khèn em nay mấy vẻn mức căng sắc còi bề nhanh bề bờ thở sỏi bữa hầm khèn co vua hở phóc khèn qua nho thở phóc con nắp xuống thập đồ hầu trường quý khổng phanh để đọc bị nọc hao hay ao can tốt mơ muốn trong toàn hở thôn cho khỏi ép bề nọc mây. Vâng, còn một lần nữa xin được phép lời cho cô sau và chú rể trân trọng cảm ơn những món quà thật giá trị ý nghĩa đến từ các cậu mợ của dì và bác và các bà và những người thân sinh ra, đúng không ạ? Xin được phép lời cho cô sau và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những món quà thật giá trị ý nghĩa rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị và chúng ta đây, chúng ta sẽ còn tiếp tục chứng kiến các chương trình trăm năm của đôi vợ chồng trẻ. Quý vị thân mến, và đúng là bánh này là bánh phô thê, món quà hạnh phúc ngày về bên nhau, cùng nhau ngân nghĩa chầu câu đắp hạnh phúc bên nhau suốt đời. Giây phút này đây, trân trọng kính mời quý vị khán giả sẽ cùng tiến đến đặt chiếc bánh tình yêu, cùng cắt bánh, cùng tay trong tay cắt bánh hạnh phúc ngọt ngào nhất trước chương trình này. Quý vị trân trọng kính mời hai em ạ, sẽ cùng sánh tay trong tay ạ. Quý vị sánh tay trong tay cắt từng lần, cắt ba lần chiếc bánh ạ. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh này là để chúng mình cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình, đúng không ạ? Và toàn thể huân trưởng chúng ta một lần nữa nổ vang một tràng pháo lớn để cùng chúc mừng với toàn thể chúng ta đi ạ. Và chúng ta cùng cầu chúc thân tông con cháu chúng trẻ chúng ta sẽ được trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau, cho dù sông có cạn núi có mòn, tình yêu của hai em không bao giờ thay đổi, đúng không ạ? Vâng, thưa quý thân mến, và đúng là chiều hồng là tình cảm duyên nồng, mừng cho hạnh phúc vợ chồng thành đôi, thương nhau nhấp chén đi môi cơ son điểm phấn để bờ môi thêm nồng, và từ nay nghĩa vợ tình chồng sẽ chia cay đắng mặn nồng bên nhau. Giây phút ở đây chân thẳng kính mời quý thân chúng trẻ sẽ cùng tiến đến bàn tháp lê, sẽ cùng sánh tay trong tay rót tràn các đôi rượu tình yêu hạnh phúc ngọt ngào nhất chấp cho tình yêu đôi tình quý vị. Và xin mời chú rể với sức mạnh của mình, với bàn tay cơ đéo của mình, xin mời chú rể với cho nắp champagne đầu tiên lên đi ạ. Xin mời trân trọng kính mời chú rể sẽ cầm đây là một chai rượu hạnh phúc nhất của mình để cùng mà đầu tiên nhất là bóc tem, đúng không quý vị? Thứ hai mới bắt đầu là mở khóa, đúng không ạ? Vâng ạ, trân trọng kính mời chú rể từ từ mở khóa chai rượu, và chúng ta cùng hô thật là to để cho chú rể có một sức mạnh thật là phi thường để cùng khui chai rượu này để chúc mừng thay vợ chồng, đúng không quý vị ơi? Vâng, chú rể bỏ chai sỏ là chết ạ, chú rể bỏ chai sỏ là chết ạ, chú rể bỏ chai sỏ là chết ạ, em bỏ chai sỏ ra, em bỏ chai sỏ ra. Dạ vâng, chắc là đang run quý vị nhỉ? Rồi, bỏ hẳn ra đi ạ. Vâng, chúng ta lắc một chút đi ạ, lắc một chút ạ. Vâng, xem mời chúng ta để vào trong sân bay đầu tiên đây ạ. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Xin mời cô giáo chúng ta sẽ cùng sánh tay trong tay, sánh tay trong tay ạ. Rót tràn thất vật rượu, tình yêu hạnh phúc ngọt ngào trước cho tình yêu đơn quý vị. Xin mời hai em. Ôi trời ơi! Thấy nhất thần tình yêu bất diệt, hãy minh chứng cho tất cả trong ngày này của đôi anh em, hãy thật hạnh phúc và hãy mang cho phép nhập vào để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trên niềm vui vô tận. Từng dòng tình yêu, từng dòng hạnh phúc, hãy chỉnh giữ chắc chiêu cùng năm tháng. Vâng, xin mời chủ đề ạ, mời dẫn sân bay thứ hai đây đi ạ. Thưa quý vị, rượu vang nó có những nét vị cay cay ngọt ngọt và nồng nồng, đó chính là vị của tình yêu. Và rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao trên thắm ta về cùng nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc bầu tình yêu, đúng không ạ? Xin mời chú rể với tấm sân phanh thứ hai đây ạ. Vâng,
sẽ tiếp tục ạ. Chúng có dòng đứa trẻ sẽ tiếp tục rót tràn khắp đôi rượu tình yêu trước chủ tịch ngày nay để quý vị. Chào mừng trân trọng kính mời các dòng đứa trẻ hãy rót xuống các ly bên dưới và chúng ta cùng rót ra ly rượu ở dưới để chúc mừng cho hai bên gia đình và ly rượu cay thì đắm tình trọng vợ, ly rượu hồng thì chúc mẹ cha. Vì con cha mẹ trọng già, ơn sâu nghĩa nặng, nghĩa là biển khơi. Quý vị thân mến, sự chung sức đồng lòng. Tiếp tục ạ, à, tiếp tục rót tràn ạ, rót tràn trên ạ, rót tham đi, tham đi ạ, rót tham đi ạ. Sự chung sức đồng lòng của đôi vợ chồng trẻ, họ sẽ luôn kể vai sát cạnh bên nhau. Thêm một ly nữa, bỏ ra thêm một ly nữa. Bỏ ra thêm một ly nữa. Sức ăn kỳ vai sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống để vun đắp một mái ấm gia đình văn minh hạnh phúc mà bữa đầu này đã từng mong đợi. Và đúng là cổ thụ là bóng người cha, các con là cả vườn hoa tuổi hồng, cha là núi mẹ là sông, các con hiếu thảo nhờ công sinh thành giây phút này đây. Chắc chắn kính mời các con chia sẻ sẽ cùng chúng dâng lên những lời cha để nghe yêu quý của mình những ly rượu thật tình cảm và đồng ấm bạn. Và xin mời chúng dễ cầm hai ly rượu kính dâng lên bố mẹ con ạ. Và xin mời cô dâu cầm hai cầm những ly rượu kính dâng lên là đại diện gia đình nhà trai bố mẹ chồng ạ. Xin chào quý vị. Và hai đứa trẻ còn lại xin mời hai em sẽ cầm lấy ạ, sẽ cầm lấy và vẫn lại tiếp tục kính dâng lên ạ. Và hai đứa trẻ còn lại xin mời hai em cầm lấy và sẽ tiến về phía trên sân khấu tình yêu, sẽ cùng vào quay mặt vào nhau ạ, cùng quay mặt vào nhau đi ạ, hướng ánh mắt vào nhau, nở nụ cười thật xinh tươi nhất, bắt cánh tay yêu thương vào nhau đi ạ, uống nghi thức nếp dẻo ra vôi trước chứng kiến toàn thể quý vị. Vâng, xin mời hai em ạ, một tràng lớn của quý vị để chúc mừng. Và chúng ta sẽ cùng cầu chúc cho các đứa trẻ chúng ta chắc là trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau, rất là sớm có cạn núi có mòn, tình yêu của em không bao giờ thay đổi được không ạ? Và trân trọng với em, kính mời cô dâu đứng lùi lại để chúng ta cùng đứng hình vòng cung để hai bên gia đình cùng kết nối, hai bên gia đình đứng hình vòng cung đi ạ. Vâng, và giờ phút ở đây để thể hiện kết tình nghĩa thông gia keo sơn gắn bó bền chặt thì xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng bước lên các tay hình chữ V ạ, các tay hình chữ V cùng đi với nhau trên cửa tình yêu thể hiện kết tình nghĩa thông gia keo sơn gắn bó bền chặt. Và chúng tôi không biết nói gì hơn, chúng ta chúc cho không gian tình nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi, ân cần đều có nhau, bên nội bên ngoại trước sau keo sơn gắn bó bền lâu suốt đời. Chúng ta chúc cho cô dâu chú rể sẽ được trăm năm nghĩa mạng tình nồng, nghìn năm tình mãi khắc sâu một màu. Chúng ta chúc mừng cho hai em. Vâng, kính thưa thân mến, và giờ phút này đây, chúng ta đang hiện diện ở đây cùng chung chia niềm vui với gia đình hạnh phúc tươi ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng tôi xin phép được mời toàn thể quý vị ạ, chúng ta cùng giơ ly bình cao lên nha. Quý vị cùng nghe thêm khẩu hiệu hô của Hảo với cả bên em Liên nhá. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, chúc mừng hạnh phúc! Đúng không ạ? Vâng, xin mời gia đình phúc của chúng ta một lần nữa cùng Liên với nhau đấy ạ. À, khăn thân với nhau nha, kính thưa quý vị. Cùng Liên với nhau và bắt tay nhau trong cảm tình yêu, thiệt kết tình nghĩa thông gia và sẽ gặp bảo vệ chặt ạ. Vâng, các bạn thân mến, và như vậy chương trình là lễ vô quê của cô dâu Thúy Hồng Thanh Duyên cùng với chú rể Tiến Đạt xin phép được khép lại tại đây. Và ngay sau đây chào kính mời cô dâu chú rể cùng với bên gia đình chúng ta sẽ cùng tiến đến với các bàn tiệc để cùng nâng ly cùng chung vui và gửi đến tất cả quý khách những lời cảm ơn chân thành nhất, trân trọng được kính mời.